Nam em, nếu tôi quen cùng lúc nhiều đại gia, chịu khó nằm xuống thì làm giàu dễ lắm. Nam em mới đây đã tiếp tục có những chia sẻ bất ngờ trên livestream. Thời gian vừa qua, Nam em là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen với những chia sẻ, phát ngôn gây xôn xao cõi mạng. Mới đây nhất, người đẹp gốc Tiền Giang tiếp tục chia sẻ chuyện tình yêu, đặc biệt là việc có mối quan hệ với nhiều đại gia. Theo đó, Nam em phát biểu, em nghĩ đi, một người vừa đẹp, vừa biết hát, có thể làm người khác vui được thì em nghĩ đi, nếu mà chị chịu giữ hình ảnh sạch, chị quen đại gia, chị quen một lúc nhiều người đó. Mà quen ai cũng thật lòng đó thì em nghĩ đi, nhanh lắm, làm giàu dễ lắm em. Nam em thẳng thắn nói, mình chịu khó mình nằm xuống thì mình làm giàu dễ lắm. Nhưng mà làm không được, không làm được cái đó. Nên là mang tiếng khùng, tiếng điên cũng còn đỡ, vẫn còn thấy bản thân sạch sẽ. Nên là mấy ông mà gặp tôi xong, không chinh phục được tôi rồi đi độn, nói tôi khùng điên, thật ra kiểu tức. Kiểu nhỏ này cho nó tiền mà nó không chịu quen mình, tức. Vậy thôi chứ không có bậy bạ. Nam em thừa nhận, có thời gian tìm hiểu những người đàn ông này. Song cô nhất quyết từ chối làm những việc đi quá giới hạn để giữ hình ảnh bản thân. Bất chấp mang tiếng không hay. Có thời gian tìm hiểu, mấy ổng giàu, muốn quen mình thì có thời gian tìm hiểu. Nếu tôi chịu thì đồng ý, còn nếu không thì thôi, chứ không phải kiểu gọi giá, Nam em trải lòng. Những chia sẻ của Nam em đã khiến dân tình xôn xao. Hiện phát ngôn của người đẹp gốc Tiền Giang đang là chủ đề bàn luận của cư dân mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.